Trong Thương Ngày Nắng Về, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương vào vai bà Hiền, một bà mẹ chồng quá quắt luôn làm khó làm dễ Vân Khánh. Nhất là trong những tập gần đây, bà lại càng khiến cư dân mạng phẫn nộ và ức chế vì quá khó. Ai mà ngờ, bên cạnh khán giả, thì cháu nội của bà cũng lên tiếng chỉnh đốn vì vai diễn có 102 của bà nội. Mới đây, con dâu nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ trên trang cá nhân phân cảnh bà Mai Hiền kêu con trai đến khách sạn bắt quả tang con dâu ăn vụng không chùi mép. Cô tiết lộ, con trai nhỏ của mình khi xem cảnh này đã nhập tâm quá mà quên mất bà Mai Hiền trên phim chính là bà nội mình ngoài đời. Chép xem phim thấy bà Mai Hiền nói oang oang, nó bảo, cái bà này sao cứ làm quá lên thế nhỉ? Con dâu nghệ sĩ viết. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương sau đó cũng chia sẻ lại dòng trạng thái của con dâu và thích thú viết: ui, thảo nào lúc bà vào nhà chép nhìn bà nội cười cười kiểu bẽn lẽn, ngạc nhiên, ngượng nghịu. Dù sao bà vẫn yêu chép cực, phim ảnh thế bao giờ không chứng lị. 2Z, cô Lan Hương quả thật là xì tim trẻ trung số 20 ai số 1. Thấy cháu nội góp ý, bà nội cũng chiều theo cháu của mình, thậm chí còn yêu thương các cháu hơn. Từng lời bình luận, từng lời khen, chê đều là bước đệm để một người diễn viên tiến bộ cơ mà. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ, bà mong ngoài xã hội sẽ không còn bà mẹ chồng nào như nhân vật bà Mai Hiền trong phim. Mà nghĩ cũng lạ, mấy người diễn viên mà hợp vai nào thì ngoài đời lại khác xa một trời một vực. Gọi cô Lan Hương là mẹ chồng đánh đá quốc dân thì ngoài đời thực cô Lan Hương lại là một người mẹ chồng hiền hậu, yêu thương con cái, đặc biệt là con dâu. Dù ở chung nhưng không mâu thuẫn, thậm chí mỗi năm còn đi du lịch định kỳ để gắn kết tình cảm. Bà xem con dâu như chính con gái mình. Bà muốn tạo cho con dâu tâm lý thoải mái, dễ chịu, tự do trong cách sống và nuôi dạy con. Nếu các con dâu sợ mình một tí thì cũng thích đấy, nhưng chẳng có đứa nào sợ tới cả. Từ ngày có con dâu thứ, hai đứa hợp tác với nhau lắm. Bọn nó láo, cực toàn gọi bố mẹ chồng là anh Kỳ, chị Hương thôi, nghệ sĩ kể. Chính vì thế mà cuộc sống đời thực của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương rất bình yên, hạnh phúc bên đại gia đình ở Hà Nội. Đó là những lời chia sẻ hết sức dễ thương từ nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và cháu nội của bà. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.